Một số những cái nguyên tắc vàng chúng ta nên làm đấy là chúng ta phải đánh giá được cái mức độ nguy hiểm của khủng hoảng và phản ứng của nó theo quy trình. Đó, tôi đã hướng dẫn rồi các cách thức đánh giá rồi thì có quy trình rồi. Đấy, và chúng ta cũng xây dựng cái quy trình xử lý khủng hoảng và các kịch bản xử lý khủng hoảng để sẵn đấy, và chúng ta tập huấn đào tạo liên tục trong đội ngũ và trong công ty. Nó cũng giống như là lâu lâu chúng ta phải lôi người nhân viên của mình ra để tập phòng cháy chữa cháy ấy, đúng không ạ? Đấy, chúng ta cũng có đội ngũ được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp trong công ty, hoặc là một cái công ty chúng ta thuê bên ngoài để phục vụ cho chúng ta nếu trong trường hợp đấy chúng ta xảy ra, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ phải có người phát ngôn, sẽ phải phát ngôn và trả lời đối thoại theo cái quy trình và kịch bản của doanh nghiệp đã đưa ra trong cái quá trình xử lý khủng hoảng, đúng không ạ? Hãy nhớ rằng là chỉ dành cho dân chuyên nghiệp thôi, không dành cho những dân nghiệp dư nhá, không phải ai cũng tùy tiện được phát ngôn, được đứng ra đâu. Nhất là những cái chủ doanh nghiệp mà họ đi lên từ lao động, từ sản xuất, rồi họ thiếu kinh nghiệm đối phó với truyền thông, với báo chí, họ thiếu kinh nghiệm và thiếu hiểu biết về cái dư luận đám đông, đúng không ạ? Rồi những cơn bão ở trên mạng nó rất là kinh khủng. Đó. Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ phải phản ứng nhanh nhưng mà chính xác về nội dung, về kênh mà chúng ta sử dụng, đúng thời điểm, đúng không ạ? Đúng vấn đề và đúng trọng tâm nha. Thì đó chính là những cái nguyên tắc rất là quan trọng. Rồi thì quan trọng nhất người ta cũng vẫn nói đấy là thái độ, đúng không ạ? Và thái độ, người ta nói là chết vì cái thái độ là vì như vậy. Thái độ cử chỉ lời nói hết sức là gì ạ? Nhã nhặn, hết sức là tinh tế, hết sức là hiệu quả. Chúng ta hãy nhớ rằng đám đông sẽ rất là soi mói bạn, từ việc bạn khóc như thế nào, từ bạn nói như thế nào, từ ánh mắt của bạn như thế nào, từ cử chỉ của bạn như thế nào. Họ soi mói từng câu từng chữ, đúng không ạ? Chứ không phải là cứ vỗ mông là một cách chào hỏi đấy là mình có thể là được đâu ạ. Vâng, và như thế là bắt đầu lại dấy lên một cái rất là kinh khủng, một cái khủng hoảng tiếp theo. Rồi thì nếu như mình sai mà mình không biết làm thế nào thì mình có thể thuê đội ngũ chuyên gia họ vào họ xử lý giúp. Đấy cũng là một phương án tốt, đúng không ạ? Và mình phải đánh giá được cái hậu quả đó. Mình phải có ý thức về việc là khủng hoảng truyền thông bây giờ nó xảy ra rất nhiều. Còn nếu mà mình không sai thì mình phải biết thanh minh, mình phải biết phản ứng, mình phải biết trả lời thông cáo báo chí, phản công một cách đúng cách, đúng không ạ? Và mình phải chuẩn bị các tiềm lực tài chính, các phương án xử lý trước, trong và sau khủng hoảng. Ok, các cái nguyên tắc mà mình nên tránh, đúng không ạ? Đấy là không đổ lỗi, đúng không ạ? Không đổ lỗi, không xù lông nhím lên, không hờn dỗi, đúng không ạ? Và cũng không nhận lỗi tùy tiện. Trong một số trường hợp là nếu như mà mình không nhất thiết phải nhận lỗi thì đừng nhận lỗi nha. Tôi rất thích cái cách trả lời của Facebook, mặc dù nó hơi khó chịu một chút nhưng mà nó xin lỗi thì rất là khôn ngoan. Cái vụ bê bối về người dùng, lộ thông tin người dùng thì nó bảo là thế này: chúng tôi sinh ra là để phục vụ quý khách, nếu như chúng tôi làm điều đó không tốt, chúng tôi không xứng đáng. Các bạn đọc đi đọc lại cái câu đấy, các bạn không thấy một lời xin lỗi nào cả, đúng không ạ? Hay vừa rồi thì cái công cụ quảng cáo của Facebook nó đưa cái bản đồ của Việt Nam là không có Hoàng Sa và Trường Sa, thì Facebook cũng không xin lỗi, đúng không ạ? Sau đó thì báo chí, truyền thông và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đưa ra yêu cầu, đưa ra bắt thông tin báo chí phải trả lời, thì Facebook bắt đầu là cử đại diện tại Facebook tại Việt Nam nói là đây là chúng tôi xin lỗi vì đây là lỗi kỹ thuật, đúng không ạ? Họ cũng chẳng cho rằng đấy là một cái việc gì đấy ghê gớm cả, đó chỉ là lỗi kỹ thuật, chúng tôi tiếp thu và chúng tôi sửa xong đấy, là chẳng ai nói gì nữa, chẳng ai mắng, chẳng ai chửi, chẳng có khủng hoảng nào xảy ra cả. Đấy, thế nhưng nếu mà họ không xử lý, họ không khắc phục bằng cách là đưa bản đồ vào, họ không đưa ra lời xin lỗi, thì tôi tin rằng tất cả cộng đồng ở Việt Nam người ta sẽ một nửa người ta sẽ tẩy chay, báo chí sẽ vào đổ thêm dầu vào lửa, đúng không ạ? Rồi thì cơ quan nhà nước có thể đưa ra các cái hình thức cấm, và điều đấy là không tốt cho hoạt động kinh doanh của họ, không tốt cho thương hiệu của họ, có đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng không được phép nói là không cần khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta cũng không được phép nói là không cần đối tác, đúng không ạ? Chúng ta hãy nhớ điều đấy. Chúng ta cũng không được phép nói là chúng ta không sợ, chúng ta thách đố cơ quan truyền thông hay là thách đố cộng đồng mạng. Đấy là cách nhanh nhất để giết chết chính chúng ta, đúng không ạ? Vâng, và một cái lời khuyên nữa đấy là chúng ta nếu mà không biết nói gì thì cứ nên im lặng, đúng không ạ? Và chúng ta hãy nhớ rằng là trong tình huống nếu như khủng hoảng xảy ra, hoặc là chúng ta thấy có dấu hiệu khủng hoảng xảy ra thì chúng ta hãy tìm các đội ngũ chuyên gia và chúng ta hãy coi trọng cái việc là khủng hoảng có thể xảy ra, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là nó ở đâu đó. Đấy là một số những cái lời khuyên, một số những nguyên tắc mà tôi muốn nói thêm cho các anh chị trong quá trình xử lý khủng hoảng truyền thông. Và chúng ta sẽ vẫn còn một số các cái bài học tiếp theo nữa cho đến khi hết cái chương trình này. Và trong quá trình các anh chị học, các anh chị có bất kỳ cái trao đổi nào, bất kỳ cái câu chuyện nào, một cái case study nào, hãy liên hệ với tôi để tôi tiếp tục học hỏi của các anh chị. Tôi tiếp tục quay các video mới bổ sung thêm vào. Sẽ rất là tuyệt vời, chúng ta trao đổi lẫn nhau, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Tôi biết rằng là cái bài học này của tôi thì cũng có rất nhiều những cái kinh nghiệm thực tế, nhưng mà cũng chưa là đầy đủ lắm đâu, đúng không ạ? Tôi vẫn rất muốn lắng nghe các ý kiến đóng góp của anh chị để giúp tôi hoàn thiện cái bài giảng hơn, để giúp những người học khác có thêm những cái nội dung học chất lượng hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều đã theo dõi video này và những bài học khác của tôi. Xin chào.